Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 3 bánh máy xăng từ động cơ xe máy, có số mạnh, có số lùi, nhíp 5 lá, phụ kiện và bánh 400/12. Cầu các đăng thì có các lựa chọn từ 70 cho đến 1m3. Giá thành là như nhau, loại dài thì có chênh nhau hơn 50.000, còn là loại phổ thông. Bộ này thì trang bị khá là đầy đủ, chi tiết. Đấy. Có một số cái lưu ý nhỏ thì các bạn xem ở cuối video. Còn là tổng thể thì nó là như vậy. Cầu thì tâm bua là 180, rất là lớn, đủ phanh cho các bạn rất là ăn. Có phụ kiện phanh tay, phanh chân đầy đủ. Có bánh, tải trọng của một bánh là 335 kg trên một bánh, lốp 8 bố, rất là khỏe. Đấy, thì các bạn sử dụng bộ này thì có thể sử dụng khoảng 5-6 tạ. Ok, thi thoảng các bạn có thể chở hơn một chút cũng không vấn đề gì cả. Thì với những cái xe máy thông thường của chúng ta ấy, thì cũng chỉ cỡ đó thôi, chứ cũng không chở hơn được. Thì mình có đưa lên đây các cái thông số cụ thể và cái báo giá chi tiết. Thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm, cái này bên mình sẽ điều chỉnh khi khách hàng đặt hàng. Đấy, nhưng giá hiện tại là như vậy. Một số cái phụ kiện thì các bạn có thể được lựa chọn theo ý thích. Đấy. Cách thức lắp đặt thì mình sẽ tổng hợp vào cuối cái video này. Lắp đặt phanh như thế nào, lắp đặt số phụ như thế nào, số lùi như thế nào, lắp đặt nhíp như thế nào. Đấy, thì các bạn xin lưu ý về phần cuối video. Nó cũng giống như những video lần trước, thì mình chỉ xin giới thiệu thêm một cái số lưu ý khi lắp đặt cho các bạn thôi. Và một số cái phụ kiện khác đi một chút thì các bạn có quyền lựa chọn. Đây là cái phụ kiện phanh này. Phụ kiện phanh ấy thì bao gồm 3 cái đũa phanh dài 70. Thì mình nghĩ là dài 70 thì cũng là đầy đủ tương đối rồi. 70 hai lần nên là được 1m4 từ đằng chân đạp ra đằng sau. Thì thường thường là cái xe của mình cũng chỉ cỡ đó thôi. Đây là cái phụ kiện phanh tay, có kèm theo dây. Đấy, những cái tay giằng phanh. Tay giằng phanh này thì có cái video hướng dẫn cái cuối video. Cái này sử dụng phi 21 để xuyên qua này. Ngoài ra thì bên mình có loại tay dập của Việt Nam này. Thì cái này nó sử dụng phi 27. Nếu các bạn lấy cái này thì mình trang bị cho các bạn 10 cái. Sử dụng 10 cái các bạn nhé. Tại sao lại 10 cái? Thì nó hàng này của mình làm thì nó là tay dập sẵn này. Nó là tay kép luôn đây này. Những cái hàng Việt Nam sản xuất này thì các bạn phải hàn chập hai cái này vào một này. Đấy, nó như thế này. Thì các bạn phải hàn lại và sử dụng ống 21. Đấy. Thì các bạn là tùy. Thì các bạn lựa chọn, bạn nào thích kiểu nào thì mình chọn kiểu đấy thôi. Hai cái dập kép vào là thành 48 cái. 8 cái và hai cái tay đeo nữa là thành 10 cái. Đấy. Hai cái này thì cắt ra, hàn lên khung xe. Nó giống cái này. Nó giống cái này. Đấy. Nhưng nó chưa cắt thì các bạn về các bạn cắt ra, thì các bạn thích lấy 10 cái tay này thì lấy, mà lấy cái loại tay kép hàn sẵn này thì lấy thì tùy các bạn. Đấy. Ở cái phần phụ kiện nhíp ấy, thì nhíp bên mình khác với những cái chỗ bán khác ấy, thì nhíp bên mình là có trang bị cái mõ nhíp này. Cái mõ này để hàn cái khung. Cái này riêng chỗ khác thì không có. Thì chỉ có bên mình mới có cái này thôi. Đấy. Lấy cho cái gối cầu ấy. Đấy. Còn bánh xe thì đây là bánh 400/12. Lốp này là lốp 8 bố. Đấy. Tải trọng của nó thì được ghi trên lốp này, cái này. Đây, mắc loát là 335 kg trên một bánh. Đấy. À, các bạn lưu ý một chút nữa là khi các bạn lắp đặt xe ấy, thì lưu ý cho chúng ta là cái gối cầu này. Các bạn hàn càng sát vào cái này thì nó càng khỏe. Nếu như chúng ta đưa cái gối này mà nuôi vào trong này quá thì nó sẽ bị hiện tượng là cái tải trọng nó dồn vào giữa cái cầu, làm cho cái cầu nó bị võng. Nó võng cầu thì nhẹ, thì nó võng cầu mà nặng thì nó sẽ xé cái hộp số này. Đấy, cái này thì cũng chưa có trường hợp nào xảy ra cả, nhưng mà mình sẽ lưu ý trước. Và đối với trên phần cầu điện thì nó sẽ hay xảy ra hơn là với cái cầu xăng. Và cái video thì đến đây là kết thúc rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đầu tiên là ta sẽ cho 3 cái đũa phanh này quặc lên cây cầu. Đây, sau đó là với cái cây tiếp 21 này, nó sẽ xỏ lần lượt là 3 cái những cái tay này vào đây.
Tất cả những cái như thế này thì tôi sẽ hàn lại, những cái tai rằng này sẽ được hàn chết với cái cây hộp 21 như này. Riêng hai cái cây này thì nó không được hàn. Riêng hai cái cây này thì các bạn phải hàn lên khung xe để nó giữ lấy cái cây 21 này. Đó, các bạn đã hình dung ra chưa? Đây là cái phần chân phanh này. Đấy, khi ta đạp chân phanh thì cái thanh rằng này nó sẽ xoay về đằng trước, đồng thời nó kéo hai cái thanh rằng này xoay về cùng với lại thằng thanh rằng bên này, làm cho cái phanh cầu sau lại được kéo cùng một lúc luôn. Cái cây hộp này nó sẽ, cái cây ống 21 này nó sẽ xoay, và nó xoay dựa trên cái bản lề đây, như coi như một cái bản lề. Và nguyên lý của cái phanh tay kia cũng thế, khi cái phanh tay kéo thì cái cần này nó sẽ xoay, cái ống này nó sẽ xoay. Đây chính là nguyên lý của cái bộ phụ kiện phanh chân mà các bạn biết rồi thì không dám bảo thêm. Còn bạn nào chưa biết thì có thể được tham khảo. Toàn bộ cái bộ phụ kiện này bên mình đều có bán cả, trừ cái cây ống 21 này ra, các bạn về tự nhà dùng lấy, cái này ở đâu cũng có. Mình không đưa kèm bởi vì tiền vận chuyển nó sẽ cao lên. Đây chính là tổng quan một cái bộ phanh chân này và phanh tay. Đấy, đầu tiên thì các bạn tháo bốn cái con ốc này ra ở trên cái cầu, các bạn tháo ra. Tiếp theo là các bạn này tháo bốn cái mặt bích này ra, tháo cái mặt bích này ra này. Thì các bạn lưu ý đối với cái hộp số phụ thì cái ống thông hơi này nó phải ở phía trên nhé. Đấy. Thì ta dùng cái mặt bích này ta lắp ở đây trước. Thì đây cái ống thông hơi nó ở phía trên như này. Các bạn bắt chéo lỗ như này nhé. Bắt chéo như này thì tí nữa cái hộp số này nó sẽ bắt giống như thế này. Nó sẽ ở vị trí trên. Đây nhé, các bạn lưu ý là cái này chéo này. Rồi, xong sau đó các bạn bắt cái mặt bích này lên. Thì các bạn lưu ý thì thường là cái cầu ấy thì nó có một bên ngắn và một bên dài. Thì cái bên ngắn là nó nằm bên cái hộp xích của mình. Đấy, và cái hộp số phụ này thì cái ống thông hơi này ở phía trên. Rồi, sau khi lắp này thì mình tiến hành lắp cái phần dây số ở đây. Dây số có hai cái phần này, mình lắp vào đây trước, cho cái lông đen ở phía hai bên này. Tiếp theo là đến phần lắp cái dây số và cần này, các bạn tháo ốc này ra, tháo dây số này ra, bạn mắc lò xo vào đây trước nhé. Sang số với cần sang số nhanh và sang số chậm thì các bạn phải điều chỉnh làm sao với con lấy này kéo sang số chậm là 1,6 cm. Đấy, 1,6 cm nhé, 1,5 đến 1,6 cm thì mới đạt yêu cầu. Đấy, thì cái này nó bên mình mở ra để bên mình chỉnh cho nó chuẩn để hướng dẫn cho khách hàng. Còn bình thường thì các bạn làm ở ngoài thì mình sẽ chỉ ở bước tiếp theo sau đây. Như vừa rồi mình đã mở cái vị trí cái nắp đậy này ra để cho các bạn xem là cái mục đá cái bánh răng sang như thế nào. Thì khi các bạn lắp vào thì các bạn lắp thì các bạn sẽ điều chỉnh các cái con ốc ở vị trí này. Đấy, sao cho đây hình nhà ở vị trí trung gian này. Đấy, các bạn lấy cái thước đo nhé. Đây, các bạn đưa cái này về vị trí tự do này, xong các bạn đo vị trí từ điểm đầu này đến điểm cuối này. Như mình đo lúc đầu chưa căng cái này là 8,5 cm nhé, thì các bạn phải điều chỉnh cái con ốc này làm sao cho nó khi nó rút về số mạnh rồi thì nó sẽ còn lại là 6,5 cm. Có nghĩa là các bạn phải điều chỉnh từ cái vị trí điểm đầu này và đến cái điểm sau là phải rút được khoảng 2 cm. Các bạn nhớ là 2 cm. Đấy, từ điểm tự do. Đấy, điểm tự do là cái điểm mà khi mình chưa chỉnh như này.
Đây. Đây. Các bạn để tự do như này. Các bạn đo này. Nó là 8,5 cm này. Thì khi các bạn kéo dây cần số về thì các bạn phải chỉnh làm sao khi các bạn kéo cần về nó còn kéo được khoảng 2 cm, có nghĩa là nó sẽ dịch về đây 2 cm như này. Đấy. Thì mới được. Thì mình sẽ căng cái này lên. Căng lên một chút. Nhớ là các bạn phải đo ngay lúc đầu là bao nhiêu nhé. Và khi sang số phụ rồi các bạn phải rút được 2 cm nhé. Thì trong quá trình các bạn rút số ấy, thì có thể bánh răng nó đang dao, thì các bạn không rút được 2 cm đâu, mà các bạn phải cầm cái này các bạn quay này. Đấy thì mới được. Đấy các bạn chỉnh căng lên. Bây giờ các bạn sẽ rút cái số nó ra và các bạn đo lại vị trí này. Lúc nay các bạn đo là 10 cm chẳng hạn, thì bây giờ các bạn đo nó phải còn lại 8 cm, hoặc là lúc nãy như mình đo là 8,5 thì bây giờ nó còn phải 6,5 thì mới được. Đấy, thì các bạn để ý nhé. Đây các bạn để ý này, hôm nay mình rút này. Đấy, bây giờ nó chỉ còn có khoảng đây, chỉ còn 6,5 cm thôi. Có nghĩa là lúc nay 8 thì bây giờ xuống 6, có nghĩa là các bạn phải dịch sang 2 cm thì mới ok. Nhưng đấy nó mới sang hết số. Đấy, rất là nhẹ nhàng, không bị lật khật. Nếu như mà xoay tay này nó vẫn còn lật khật là nó chưa sang hết. Đấy, đây các bạn nhả này. Đấy, nhả về thì nó sẽ sang xuống nhanh. Đấy. Đây nha, các bạn kéo sang xuống mạnh này. Kéo sang xuống mạnh thì các bạn đo này, chưa đo ngay, các bạn phải quay này một tí này. Đấy, thì nó mới rút sang, lúc này nó mới bắt đầu nó sang này. Thì các bạn đo thử, nếu nó sang được so với vị trí tự do ban đầu thì kéo sang vị trí tiếp theo là kéo được 2 cm, lúc đấy là ok. Đấy. Thì các bạn nhớ cho mình này, từ vị trí tự do ban đầu sang vị trí số phụ, số mạnh, các bạn phải kéo được cho mình đúng 2 cm nhé. Nếu các bạn kéo 1,5 cm thì nó sẽ bập rất là ít bánh răng, nó đan nhau rất là ít, lúc đó là dẫn đến hiện tượng mẻ răng hoặc là nó nhanh mòn. Đấy, và lúc xoay này nó cứ lật khật, nó không êm tay như thế này. Đây nó rất là êm này. Đấy. Với từng loại xe nó sẽ có những cái độ khó riêng và không hẳn là giống nhau. Vì vậy là mong các bạn chú ý theo dõi video để biết cách làm. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn lắp đặt trên một cái xe máy Dream. Thì trước tiên là khi các bạn mua thiết bị ấy, thì các bạn phải chú ý một điều là các bạn đo trục cốt này. Thì trước khi các bạn lắp cái hộp số thì các bạn tháo cái đầu nhông trước xe máy ra này. Thì các bạn đo cái đường kính trục này. Đấy, thì các bạn đo thì đối với những cái dòng xe nó quay Dream 110 thường thường là đường kính phi lớn nhất của nó là 17 mm. Đấy, thì không hẳn là những cái xe 110 nó đều sử dụng 17. Có những cái dòng như Yamaha thì nó lại dùng 19 cơ. Thì cái đường kính trục nó 19. Thì khi đó các bạn mua cái hộp số nó có cái cốt, cái lỗ 19. Cứ gọi là máy 125 nhưng thực tế là máy 1225 thì không nhiều cái con. Đây, cái lỗ này nó phải là lỗ 17. Đấy. Thì các bạn là khi lắp vào thì nó mới vừa. Còn nếu không là lắp thì nó rộng quá. Tiếp theo nữa là trong cái quá trình lắp đặt ấy, thì trên cái hộp số này nó sẽ vướng vào cái gờ của lốc máy này. Đấy, thì trên lốc máy nếu như cái phần nào xẻo đi mà nó không liên quan đến kết cấu máy ấy, thì các bạn lấy máy cắt các bạn tỉa nó vợi đi. Và trên cái hộp số này cũng thế này, nếu chỗ nào nó vướng thì các bạn có thể tỉa vợi nó đi, làm sao mà khi mình lắp đặt vào nó nhẹ nhàng nhất, nó không bị kích. Nếu mà nó kích căng quá thì nó sẽ đẩy cái trục này nó quằn ra phía ngoài này và đi, nó sẽ gồng máy. Thì làm sao các bạn ấn vào nhẹ nhàng nhất. Và các bạn lắp hộp số càng sát vào trong ấy, thì cái phần thịt của cái trục này nó bám nhiều thì nó sẽ lâu bị tét. Còn nếu như các bạn chỉ mầm được khoảng 1 cm thôi thì là nó nhanh tét cái đầu trục này ra này. Đấy, vì vậy các bạn ấn vào làm sao ấn hết mà có thể. Thì trên cái hộp số này thì thường thường này, đây hộp số này thì nó có hai cái con ốc ngoài này, nó rất là cao. Đấy, vì vậy là mình đã thay hai cái con ốc này bằng hai con vít chìm như này. Đây thì mình có lắp hai con vít này vào thì nó sẽ là nó phẳng. Thì khi các bạn ấn vào trong này nó sẽ không bị kích vướng gì cả, thì nó sẽ lắp được sát nhất có thể. Đấy, cái đầu này nó sát ấn sâu vào trong nhất có thể. Đây thì như cái con này thì khi mình lắp vào trên cái lốc máy là nó hơi kích căng này, thì mình lấy máy mình tẩy cho nó mỏng lên một tí thì nó sẽ không bị kích nữa. Thì khi các bạn lắp vào xong rồi thì các bạn lấy cái cán búa các bạn gõ sâu vào trong một tí. Đấy, thì thường thường là nó sẽ có một con ốc này trùng này, một con ốc trên này trùng này, và một cái con ốc treo máy này nó sẽ trùng này. Đây nó sẽ trùng vào cái con ốc này là 1 này, con ốc này là 2 này, và cái con ốc treo máy này nó sẽ trùng vào cái tay này này.
đấy, đây là mình lắp sơ sơ này, nó đã vào được bằng này rồi. Giờ các bạn lấy cán búa các bạn gõ này. Đây, đấy, đấy, khi lắp nó sát lên đây này, fit luôn này, trên này nó sát này. Đây. Đấy, các bạn có thể nhìn đến khe hở đấy, nó sát vào tận đến cái cốt của trong luôn. Thì khi đó thì các bạn lắp thì nó bám nhiều hơn, thì nó sẽ đỡ bị sau khi lắp đặt xong rồi. Đây, đây là như mình điều chỉnh là nó hộp số nó còn lỏng được như này này. Đấy, thì là đẹp nhất. Chứ các bạn khi các bạn lắp mà nó căng quá, nó sẽ đẩy cái hộp số này nó kích ra ngoài này, thì trục nó cũng một phần nó sẽ bị nhanh mòn. Sau đó các bạn siết cái con ốc này vào, siết con ốc này vào này. Còn nếu các bạn cẩn thận hơn nữa thì các bạn tháo cái con ốc lốc máy này ra này. Con ốc treo lốc máy này các bạn tháo ra, các bạn bắt luôn ở đây. Đấy, thì nó chắc chắn. Hoặc là các bạn hàn thêm vào khung của cái con vò này và câu một con bu lông ở đây nữa này. Đây thì tùy các bạn. Thì bình thường lắp hai con này cũng được. Trên dưới. Đấy, còn các bạn cẩn thận hơn thì bắt một con bu lông ở đây. Các bạn hàn đính vào trong cái vò khung này là được. Đấy, các bạn sẽ ra được là nhiều cái con ốc nó giữ cái này, càng cố định thì càng tốt. Thế làm sao mà khi các bạn nổ máy cái này nó không bị rung như này là chuẩn nhất này. Đấy, càng không rung thì nó sẽ càng lâu mòn. Đây thì cái cách lắp đặt nó chỉ vậy thôi. Nó có một số cái lưu ý nhỏ đấy thôi. Thì đối với những cái dòng máy Yamaha ấy, thì nó sẽ có một cái tai nó ra tận đây này, là để nó giữ nó cái lắp tre của hộp số. Đây thì khi các bạn lắp thành đấy thì các bạn phải cắt nó đi thì mới dùng được, thì mới ấn cái hộp số vào được. Còn bình thường là các bạn không vào được. Thì những cái dòng Sirius với này Yamaha với này Jupiter ấy, này trục của nó là trục 19, có thể cách đo của các bạn nó khác nhau. Khi mình đo nó có thể sai mắt đi, nó ra 20, nhưng mà nó có chỉ có hai cỡ là 17 và 19. Đấy thì các bạn lưu ý.